Thưa quý vị, mạng Internet phát triển đã mở ra cả một thế giới rộng lớn với tất cả mọi người. Và với các bạn học sinh thì đó không chỉ là nơi mà các em học tập mở mang kiến thức, tìm hiểu về thế giới xung quanh, mà đôi khi còn tác động trực tiếp đến tư duy và lối sống của các em. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ con em mình, tạo nên một không gian an toàn ở trên mạng? Đó chính là chủ đề của chuyên mục Con cái chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý giáo dục. Xin chào anh. Xin chào Mỹ Lan, xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Thưa anh Nam, tình hình các bạn học sinh tại Việt Nam sử dụng mạng Internet hiện nay đang như thế nào ạ? Theo một số các cái nghiên cứu mà gần đây nhất thì chúng ta nhìn thấy là đối với trẻ từ 0 đến 8 tuổi, cái thời gian mà các em ấy sử dụng tiếp cận với cả cái màn hình thì chỉ khoảng 10 năm trước chỉ khoảng 20 phút thôi, nhưng mà đến bây giờ thì các em đã tăng lên tầm khoảng 60 phút rồi, và đến có 95% các em có thể tiếp cận với cả các cái điện thoại thông minh hoặc là máy tính bảng ở nhà. Thế còn đối với cả cái nhóm mà từ 8 tuổi cho đến 13 tuổi thì thời gian trung bình bây giờ sử dụng là 6 tiếng đồng hồ một ngày, và với những cái bạn mà từ 13 tuổi đến 18 tuổi thì thậm chí là còn 9 tiếng một ngày nữa. Và cái thời gian mà các bạn sử dụng cho Internet bây giờ, cái tỷ lệ mà dành cho mạng xã hội cũng như là cái việc mà chat hoặc là video call cho nhau ấy là bây giờ tăng lên đến tầm khoảng hơn 10%. Thì cái điều này nó cho thấy rằng là cái việc mà để cho con em của chúng ta mà tuyệt giao với cả công nghệ đến bây giờ là cũng không thể, vì bây giờ thì cũng có một cái xu hướng là dạy học qua di động, các em ấy tiếp cận những cái kiến thức qua di động. Nhưng mà giống như là Mỹ Lan nói, phải làm sao đấy để bố mẹ giúp cho con cái có thể sử dụng nó được một cách an toàn. Rõ ràng lợi ích của mạng Internet thì chúng ta không phủ nhận, nhưng có rất nhiều những nguy cơ tiềm ẩn ở trong đó. Vậy thì quá trình nghiên cứu của anh cho thấy rằng những trẻ em tại Việt Nam hay gặp phải những nguy cơ gì sẽ đe dọa đến tính cách, lối sống hay tư duy của các em? Trên thực tế thì ở trên mạng Internet thì chúng ta còn thường nói với nhau là có 3 chữ C, tức là có 3 cái mối nguy cơ. Nguy cơ đầu tiên đấy là content, tức là các cái nội dung xấu mà các em có thể lên trên mạng và vô tình các em nhận những cái nội dung xấu đấy. Thứ hai nữa là contact, tức là những cái cá nhân ở trên mạng với những cái nhân diện của họ bên ngoài rất là đẹp đẽ, nhưng mình không biết là mục đích đằng sau đấy của họ là như thế nào, có thể là lừa đảo, có thể là bắt nạt qua mạng, hoặc có thể là những cái kẻ mà xâm hại tình dục trẻ em qua mạng đấy. Và thứ ba nữa là những cái hệ quả consequence, tức là có thể là có những cái hậu quả trực tiếp mà khiến cho chúng ta có thể vướng vào những cái vấn đề về pháp lý. Và những cái hành động mà đối với cả các con bây giờ thì những hành động rất bình thường thôi đều có thể dẫn đến nguy cơ. Ví dụ như bạn ấy chia sẻ một cái hình ảnh nào đấy của chính bản thân mình mà ở trong một cái tư thế nó không quá gợi cảm chẳng hạn, lên trên đó có thể bị lợi dụng lấy những ảnh đấy chế, hoặc là sẽ gửi phát tán những cái hình ảnh mà không đẹp được về bản thân mình mà khiến cho về tương lai của chúng ta có thể gặp rắc rối. Hay là ví dụ chúng ta các em chỉ cần tải một cái file xuống thôi thì có thể là máy tính đã bị virus rồi, các em tham gia vào một cuộc bình luận ở trên mạng nhưng mà lại ủng hộ về phe này phe khác, cũng có thể dẫn đến cái việc là xích mích với nhau ở trên mạng và dẫn đến là bắt nạt mạng. Hay là các em cũng có nhiều người cứ chat webcam, bật webcam lên thì lộ hết cả thông tin về cái nơi ở mà kẻ xấu có thể lợi dụng. Rồi có một số bạn ấy cũng hay có xu hướng là sau khi quen một số người trên mạng thì bắt đầu là đi cùng với họ đi đâu đó, thì cũng có thể là cái nguy cơ bị bắt cóc rất là nhiều thứ. Rất nhiều nguy cơ khác nhau đang đe dọa đến con em của chúng ta. Vậy làm thế nào để cha mẹ, các bậc phụ huynh có thể đồng hành với con, tạo cho con một không gian an toàn ở trên mạng? Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy là đối với cả trẻ mà ngay từ 6 tuổi là nhiều, phần lớn đến 95% các em là đã tiếp cận với cả mạng Internet rồi, thì cho nên là cái việc mà hướng dẫn con một số những kỹ năng cơ bản ấy thì phải bắt đầu ngay từ cái lứa tuổi này.